Anh bỏ ra trong này ai? Anh bỏ mua với cái à? Anh bỏ mua với thuốc sổ. Ôi trời ơi. Hey yo, shop gamebài4.com, shop hợp tác chính thức với gamebài4 tùm quan shop thế giới. Nhìn ngoài nó đã uy tín rồi, bên trong nó còn uy tín hơn. Cùng với các chương trình khuyến mãi như vòng quay kim cương giá rẻ, nhận hàng ngàn quà khủng. Còn những ai mất ạc lên ngay shop gamebài4 mua ạc, sẽ khuyến mãi thêm mệt khổ cho mọi người đó. Add it up. Hey yo, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Thánh Trôn Heavy gamebài4 đây. Mà nhắc tới Thánh Trôn Heavy gamebài4 thì mọi người biết chắc chắn là clip này sẽ như thế nào đúng không? Đúng, đúng. Hôm nay game sẽ trôn cực kỳ nguy hiểm và cực kỳ hấp dẫn luôn. Đã từ rất lâu rồi mọi người comment mà game không làm được clip trôn cho mọi người xem. Đó là vì dạo gần đây game livestream hay là thời gian đi quay khá là nhiều nên game không có thể làm cho mọi người xem được. Nhưng thời gian tới đây mọi người cứ có thể comment thử thách cho game có thể làm. À, dịch ấy, thì mọi người trong nhà thèm trà sữa hay thèm những đồ ăn mà không đặt về được ấy cả nhà. Hôm nay Quyên quyết định là làm trà sữa siêu to khổng lồ, nhưng trong trà sữa sẽ có một màn trôn cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó chính là bỏ muối nha cả nhà. Bỏ muối nha cả nhà. Bỏ thật nhiều muối cặm mặn. Giống kiểu nhà này mà ai nhạt quá thì rắc muối vào ấy cả nhà. Giống Kiên này, Kiên đôi lúc Kiên cũng nhạt nên hôm nay Kiên không uống cho mọi người, hôm nay Kiên sẽ mặn. Đó, ok, và sau đây sẽ là bước chuẩn bị trà sữa của Kiên. Let's go. Ok mọi người, và tiên tay Kiên đây là một chén muối cả nhà ơi. Đó, và Kiên chuẩn bị cho Kiên một lấm trà rồi. Đấy, bây giờ Kiên sẽ bỏ trà vào, nãy giờ Kiên chế nước sôi được đấy cả nhà. Đó, chuyển lên. Trà vào. Bỏ sôi đổ nước vào. Trời ơi, thông minh thế chứ. Đó, cái sẽ quay được này nhá. Đó, đổ cho mọi người thấy nước luôn này. Nước còn đang rất là nóng nha. Ôi, phịt. Wow. Rồi, được một ly trà sữa chưa nào. Wow. Ôi, khi nào mới đào trà mới đập ta. Hồi xưa mình chế ông trà ở quê mọi người là cái ông trà không có cái lọc như này. Nó kiểu thả cái trà vào luôn, xong rồi bắt đầu một chế vào thôi. Cái này có đậm lên đóng ta. Cái này có đậm lên đóng cả. Mình không biết nha mọi người. Lắm rồi mình chế khi nào chưa biết. Chắc có đấy, mình đợi một xíu nhé. Đó, chuẩn bị trà sữa chặn trà như này là lát là đổ cái chén muối này vào. Ôi trời ơi, uống xong là hiểu cái cảm giác mà. Một là đau bụng, hai là ai thiếu muối thì bắt đầu nó mặn lên. Ngày sau đi diễn, đi quay cho mọi người thích hơn đúng không? Ví dụ thả miếng, quăng miếng. Đấy. Vâng. Tiếp. Đổ từ từ cho nó đậm đi, đổ từ từ đi. Đó. Wow. Đấy, đây đổ từ từ nó đậm hơn đấy. Được. Được luôn. Trên đây đủ rồi cả nhà, trên đây đủ rồi. Trên đây đủ rồi. Đấy. Bây giờ Kiên sẽ bỏ sữa của Kiên vào. Đó, trà sữa phải có sữa mà. Ủa? Rồi trà đâu? Rồi trà đâu? Rồi bỏ siêu sửa mấy cái trà. Bỏ siêu sửa mấy cái trà. Ủa cái bình trà sao mọi người? Không sao, miễn sao mình nói mình có chế trà. Miễn sao mình có nói mình chế trà sửa được rồi chứ. Không cần phải thế mình. Đây là trà sửa chứ không phải là sửa trà được nha. Đi. Bây giờ mình sẽ bỏ muối vào. Nói thật là các người trong công ty hay các bạn trong công ty mà xem được cái clip này mà để Kiên gọi là Kiên trôn, bị trôn ấy, thì mong thông cảm nha, mong Kiên xin lỗi. Tại lâu rồi không có gì trôn, nhớ mọi người quá nên Kiên làm clip trôn này cả nhà. Đó. Vâng, và sau đây là chén muối của mình nha cả nhà. Đổ hết vào luôn nha. Đấy, không thương tiếp nha. Đấy. Wow. Bắt đầu lấy cái gì khuấy lên ra. Ô, hình như nước nóng mà nó tự tan cả nhà. Nước nóng nó tự tan. Đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ đá vào không. Lấy cái gì khuấy ra, để xíu, để kia xíu. Đây rồi. Vâng. Đó. Ta
ơi, bộ béo cho nhà mình là thì ai mà không thích đúng cả nhà. Uống cái này mà không tăng cân thì thôi. Tại lại Kiên tạm mời uống như này rồi mọi người còn làm gì Kiên đúng không? Thì thương mọi người nhất trong nhà luôn đấy. Đó, bây giờ Kiên sẽ cách và dọn dẹp đúng gốc. Xong rồi đây. Đó. Bây giờ Kiên sẽ đợi một xíu, Kiên bỏ đá vào xong bắt đầu Kiên sẽ mang lên cho tất cả mọi người uống nha cả nhà. Ok, chờ tiếp màn troll của Kiên nha cả nhà. Let's go. Ok mọi người. Và trước khi mọi người trong công ty mà bị đọc theo màn troll của Kiên thì Kiên thử uống nha mọi người. Cái gì mình cũng thử trước. Cha nó có mặn hay nó có gì không ạ? Mình thử thì mình thử một miếng chút thôi. Gần cho cái này trước đã, lỡ nó có bị mặn quá bị gì ở cái chỗ vào luôn đâu mọi người. Nó toàn mùi trà với mùi muối mọi người. Ôi, con chết có ác độc quá mọi người. Ok bây giờ Kiên sẽ lên cho tất cả mọi người uống nha. Đi xem một Kiên nào. Ok, và người đầu tiên mà Kiên làm cái món trà sữa tâm huyết mà ngon nhất trong cái mùa dịch này. Tuy là không có trân châu nó rất là ngon luôn. Người thưởng thức đầu tiên là người rất may mắn. Hello Cam ơi, làm gì đây? Ôi, rửa mặt làm gì giờ này uống trà sữa mới ngon. Đây này. Ấy. Trà sữa gì mà tách bóc vậy? Trà sữa, sữa ta, cái này sữa ta. Uống thì ngon lắm. Nhưng anh làm với tấm lòng mà anh học trên mạng về đấy. Có anh mới học trên mạng đấy. Trên mạng ấy. Đúng rồi. Học trên mạng nó mới ngon đấy em. Coi từng bước, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 luôn đấy. Này là đồ chế trà, này chế nước sôi, đổ trà, xong bỏ sữa. Nhưng mà uống được không? Uống được, ngon, em mới uống luôn này. Ngon, mày thấy anh hay cười, anh hay trôn mày thôi, nhưng thật ra anh hay làm thật lắm. Ngon. Có gì đấy? Cái gì đấy? Anh bỏ ai trong này anh? Anh bỏ mua với thuốc sổ. Anh bỏ mua với thuốc sổ. Ôi trời ơi. Ok, mình vừa cho những cái nước uống ngon nhất có thể mà mình tự phát minh ra và mình học trên mạng về. Bây giờ mình sẽ cho những người anh, người em mà bên team Linh quen ở chung phòng với mình. Đó. Ok. Tốt chứ rồi. Ta chứa. Tuy không có chân châu mà nhưng nó ngon lắm. Giống nước đậu vậy. Trà sữa vậy. Nước gạo, nước đậu á. Giống thật đấy. Nóng lèn, cái trà sữa cũng nổi. Ngon mà. Đồ quá, nhìn vô cái đây nè. Hai người uống đi. Cái này là chắc nước lọc anh thay với gì rồi. Cái này không dùng mình đâu. Thúi bãi ly luôn. Thôi, gì mà thúi. Này. Hay là cái ly nó thôi. Đâu ra anh mới rửa mà. Anh mới xịt rửa xịt đồng hoa mà. Một trà sữa đấy. Trà sữa mà. Ủa? Mặn sao á? Mặn đâu ra? Đây giống sữa mẹ không mày ơi? Sữa mẹ mà được vì đấy là ngon lắm. Sữa bị chất cái gì vậy? Cho con tiết từ uống này. Chị sữa mày mà lại mặn á. Ngon mà. Ui. Cái gì vậy? Ngon không? Gì ra? Ngon không? Sao nha? Anh bỏ gì mày? Bỏ lại. Anh bỏ cái gì? Anh bỏ cái gì? Bỏ cái gì đâu? Thôi thôi, bên đây. Từ. Thôi. Sao không? Bên đây ơi. Sao không? Điểm ra. Ném cung ra, đổi ra, ném luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Ok mọi người, Kiên bị vừa nán ra ngoài này xa xôi quá và đau quá. Bây giờ Kiên thẳng vào xin lỗi để tối nay Kiên về phòng Kiên ngủ. Ok, xin lỗi, đang xin lỗi để tối nay em vào phòng ngủ với nha. Ok, và sau đây là một cái phòng mà có em gái rất là nghiệp trà sữa. Mọi người biết ai? La Renue. Đó, bắt đầu mình sẽ vào cho em bé uống nhé. Không biết có đang live stream không? Đóng cái lại giúp mình với camera bên. Nhẹ nhàng nhé. Đó, con mèo nó ra là hôm nay chết đấy. Na ơi, làm gì đấy? Em mới like xong. Like xong hả? Chị em. Ê, hôm nay em mới học trên mạng pha được một. Hôm nay em mới học trên mạng pha được một cái công thức trà sữa ngon lắm. Trà sữa gì mà trắng vậy? Em lấy thử một. Ê,
anh làm sao nó ra giống đậu ấy, nó ngon lắm em. Không, anh tin tưởng anh, kỹ năng tay nghề uống rất là ngon luôn. À, em mới cho tin quên uống này với thằng Cam uống, bảo là lần sau anh kia anh bán luôn, mua cho anh Châu về bán luôn ấy. Tự thử thử ấy. Chế ít đúng không? Ngon ngon mọi người, uống xong là cảm nhận tiền đấy. Đang live stream trời ơi. Hello chào mọi người nha. Live trong ngoài. Live trong ngoài. Ngon 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 ngon. Đó. Nó hơi mặn nha. Mặn á? Em có bỏ một chút muối hay chút thuốc sổ à? Có chi gì? Nhà cha mày. À quên, em bỏ đường, bỏ đường. Bỏ đường không phải muối đâu. Nhân gì hả? Nhân gì hả? Sao vậy? Ok mọi người, lúc nãy mình quên chưa lấy đồ, chắc Na vẫn còn ở trong kia, không sao đâu. Đấy, bây giờ mình vào đây. Cái gì? Trời, em uống cái gì vậy? Uống ta chữa. Uống ta chữa mà. Anh ngồi đâu, 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 đâu. Anh kia mày, anh kia mày. Anh chơi muối gì hả? Ta chữa với muối. Anh chơi lấy, đổ vào con đá đâu. Sao cái phòng này đông người ta? Làm gì trong này ta? Ồ, đông vui thế. Hello mọi người. Hello mọi người. Làm gì anh? Hôm nay em làm trà sữa theo phong cách trên mạng ấy. Em học từ 4 bước em mới làm được ra một ca trà sữa to như này. À, anh làm ra thành nước đậu luôn nên là 99% sữa, 1% là trà đúng không? Không phải 99% là trà đúng không? Đúng rồi, đây này. Đó, trời, mọi người đang giống kiểu mà chơi phải có năng lượng, nói nhiều nói to hơn. Đó. Em order thêm chân châu được không? Chờ. Nói châu gì? Nè, ok. Chân châu nhá. Uống đi. Nói giờ giờ mọi người đi hai người kẹo luôn. Ôi nó còn nóng không này? Còn nó em mới chế mà, ấm ngon lắm anh. Tôi năm nay hơn 25 tuổi mà tôi chưa bao giờ thưởng thức một cốc trà sữa nào mà như thế này. Cho em thêm đi, cho em thêm đi. Làm đi. Nó nhiều mùi, nó nhiều mùi vị lắm. Để không, từ từ để anh uống. Em cảm nhận, em cứ cảm nhận đi. Không cần phải chăm thêm cho anh đâu, uống nhâm nhi cũng được. Không cần phải chăm thêm. Hai người đang uống là trà sữa cho bệnh rượu ấy. Về về cái tay nghề của em chắc chắn là đẳng cấp. Ngon thế. Mọi người có uống thử không? Uống sữa đậu nành quá. Nè anh thử đi. Anh cầm vào tay anh run vậy anh. Không, ngon Thảo, yên tâm Thảo, yên tâm. Anh có em nhiều việc đúng không? Anh có sao không được. Yên tâm, không sao. Đó, ngon nha cả nhà. Ngon mà. Ngon quá không dám uống hết. Ngon chừa lại ngon đấy đúng không? Để dàn, để dàn. Anh pha là theo bột rồi hay là cái gì? Em cũng không biết đó, em cũng không biết đó. À, nó thấy anh mua trà này bỏ với chửa với thêm là một chút gọi là muối với đường. Bốn bước, không em cũng có đủ rồi. Chai thuốc ấy, mọi người đều đêm nay có cần thì không. Em là chai thuốc là y chai đúng không? Cái chai thuốc kiểu y chai đúng không? Ngon, thật sự ngon. Thuốc chị y chai. Kính cảm ơn mọi người nhé. Mình bên này uống nhiều thịt chứ kìa. Ngon mà. Wow. Đổ đầu, đổ đầu. Thank you nha, thank you, thank you mọi người nha, mọi người chơi ma sói vui vẻ. Ok. Nhắm mắt nào. Nhắm mắt. Không hiểu sao mà ngon luôn. Ảo thật đấy.
bây giờ mình sẽ đi về phòng là mình tiết lộ cho mọi người. Trên đó đây mà trong kia nghe chắc đôi mình xuống lầu luôn đấy. Đôi mình từ cái lầu 3 này là rớt xuống cái lầu gọi lầu G luôn đấy. Cách đạp là nằm gọi là chết không nhắm mắt đấy mọi người. Ok, phải đi về phòng nhé. Ok mọi người à, làm một clip drone không phải là dễ, không hề đơn giản một chút nào. Vừa bị đánh, vừa bị rượt, vừa bị đôi xuống lầu hay là đôi một cách không thể gọi là thương tiếc mọi người ơi. À, mà Kiên không hiểu sao cuối video mà Kiên đi cho tất cả mọi người bên kia uống mà vẫn khan ngon được thì Kiên Kiên không hiểu sao luôn đấy. Đó, còn anh kia còn uống hết luôn rồi chứ. Không hiểu luôn. Đấy, hiện tại thì Kiên vẫn còn nửa bình trà sữa như này. Nếu mọi người muốn uống do chính tay Kiên làm, mọi người muốn uống cái trà sữa thưởng thức mà ngon như thế này, mọi người hãy nhớ comment dưới phần nhận xét để Kiên có thể cho tất cả mọi người uống nha. Kiên sẽ lan truyền tất cả trà sữa muối này cho mọi người, lan truyền đến cái sự gọi là yêu thương của Kiên dành cho tất cả mọi người đó. Ok mọi người ơi, và Kiên clip của Kiên tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip. Và nếu mọi người có thử thách troll gì hãy nhớ comment dưới phần nhận xét. Và nhớ là đừng quên like, subscribe kênh Heavy Kim 74 cũng như là 12 giờ hàng ngày trên kênh của mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Bye bye.